Chào các bạn, mình là Mel Cơ Trưởng đây. Vì có rất là nhiều bạn yêu cầu cho nên là hôm nay mình sẽ chơi game bot nha. Và mình thấy là game bot dạo này cập nhật rất là nhiều map mới đẹp luôn. Cho nên là hôm nay mình sẽ dắt các bạn cùng đi với mình tham gia những map mà mình cảm thấy đẹp nhất ở trong game bot nha. Nếu các bạn thích video của mình thì các bạn hãy cho mình một like và một lượt đăng ký để ủng hộ mình nhé. Ok, bây giờ thì bắt đầu thôi nào. Map đầu tiên mà mình vào đó chính là map của một bạn tên là Gina. Mình đã xem sơ qua rồi và mình thấy rất là đẹp cho nên là mình sẽ review cho các bạn xem. Mới vào thì bắt gặp là bong bóng có hình trái tim rồi nè. Mình nghĩ là cái map này rất là thích hợp cho những bạn mà có cặp đôi luôn á. Wow, ở trên đây là một hồ bơi nè. Ôi là trời, mình bị chìm rồi, mình phải ngồi lên thôi. Một điều mà mình rất là thích ở game bot này đó chính là chúng ta có thể tự do thoải mái sáng tạo. Có thể sáng tạo thoải mái theo ý thích như là trang phục, map. Trời ơi, mình cực kỳ thích cái map này một chỗ là nó có tuyết rơi á. Tại vì khi mà có tuyết rơi thì mình nhìn thấy là nó sinh động hơn và nó đỡ chán hơn. Ở trên đây thì cũng cực kỳ đẹp luôn, có hồ bơi nè, còn ở bên đây là quầy uống nước. Bây giờ thì mình sẽ xuống dưới đây xem là như thế nào nha. Sao mà mấy bạn này có thể thiết kế những cái map mà đẹp như vậy được ta? Mẹ cũng muốn làm nhưng mà chắc là khó lắm đây. Ồ wow, thì đây là một cái nhà hàng nổi, ở bên kia là chỗ uống nước, trời ơi, nhìn nó đẹp ghê luôn á. Và phiên bản lần này cũng có cập nhật thêm những cái hành động mới rồi nè. Game này thì chơi cùng với bạn bè mới vui. Mel nghĩ là kết bạn cũng rất là dễ thôi, tại vì đa số toàn là người Việt không à. Và những hành động tương tác cùng với nhau thì rất là dễ thương luôn. Có hành động hôn chán nè. Hoặc nếu mà bạn ghét nó quá thì có thể đánh nó luôn nha. Tịt 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 tịt, chết nè chết nè. Hoặc là ghét quá trời ghét rồi thì các bạn có thể đánh như thế này luôn. Đó, đánh kiểu này chắc về bỏ ăn 3 ngày luôn quá. Đáng ghét. Ok, vậy là mình đã review xong cái map này rồi. Bây giờ thì tới map tiếp theo nha. Ôi là trời, mình vừa mới tìm được cái map này luôn nè. Và mình nhìn thấy nó rất là chill cho nên là mình rất là thích. Cái map này là của bạn Nezu nha. Và bạn nào đang tâm trạng thì vào đây rất là đúng bài luôn. Tại vì ngồi ngay đống lửa này nè, mà trời còn mưa nữa. Trời ơi, buồn muốn xỉu. Ôi là trời, chị Fly bị cháy lửa rồi kìa. Tự nhiên người ta đang tâm trạng mà, ở đâu ra tấu hài vậy trời. Wow, cái cổng hình trái tim màu vàng này á, mình thấy rất là đẹp luôn. Còn các bạn thì sao? Nó chính là điều mà làm mình ấn tượng nhất, muốn vào cái map này nhất luôn á. Hai bên thì có đèn màu vàng rất là hợp với cái cổng luôn. I like it. Ủa, ở trên đây còn có thể bắn pháo hoa được nữa nè. Ồ, thú vị quá. Gì đây, tính làm gì đây? Trời đất ơi, sến rện chứ kìa, đút cho ăn nữa. Chắc là tính mua chuột cái gì đây mà. Ở trong đây là gì vậy ta? À, ở trong đây chính là chơi xe điện đụng nè. Xịn sò ghê, kìa ơi, vô đây, solo nè. Mà có một điều mình muốn game bot thay đổi, đó chính là điều khiển cho nó dễ một chút. Nếu mà game này điều khiển dễ hơn thì chắc chắn là sẽ có nhiều người chơi hơn đó. À, đứng ở đó hả? Tông nè. À, trời ơi, di chuyển khó quá, muốn tông mà lật luôn. Mèo lách luật chạy ra ngoài chơi luôn nha. Mưa to như vậy mà mình chạy xe, không biết là có sấm sét đánh trúng mình không ta. Mà trời tối này nhìn nó cứ rê rợn sao á. Các bạn có thấy giống mình không? À, mình phát hiện một hòn đảo ở đây rồi nè. Ở giữa sa mạc lại có một hồ nước. Liệu nó có liên quan tới một cái vụ án kinh hoàng nào không? Các bạn nhìn mèo cười này. Mưa qua đi. À, trong đây có dù nè, mình phải che thôi. Sao đấy kẹt, lấy dù ra che đi. Nhìn tội nghiệp ghê. Mà thôi, nãy lỡ đánh bạn nên cho bạn một món quà nè. Bất ngờ chưa ông già? Nổ cái mặt trận đấy thùi lùi luôn rồi kìa. Ok, bây giờ thì mình sẽ qua map tiếp theo nha. Map này thì sẽ khác xa hai map hồi nãy. Giống như là Mel đang ở trong thành phố vậy đó. Có xe chạy luôn kìa. Có cầu và có nhà cao tầng. Wow, bạn này thiết kế rất là đẹp luôn á. Ở bên đây thì sẽ có trang phục mà bạn ấy tự thiết kế nè. Để Mel chọn một bộ nha. Bộ này đẹp nè. Các bạn thấy sao? Có bán cả đồ ăn nữa. Và bản cập nhật này thì mình thấy là có cập nhật thêm những cái hành động rất là thú vị luôn. Gõ bé mèo này ra rất là dễ thương luôn nè. À, và còn một hành động xịn hơn nữa, đó chính là hành động này. Game này mà chơi cùng với bạn bè thì rất là vui luôn. Mà còn tuyệt vời hơn là chơi cùng với người yêu đó. Ha ha. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi qua bên cây cầu kia xem là bên đó có gì nha. À, bên đây thì cũng chỉ là đường xe chạy mà thôi, không có gì hết. Mà nếu cho chúng ta chạy xe này thì rất là tuyệt vời luôn á. Nhưng mà tiếc quá chạy không được, hu hu. Ôi là trời, có hai bạn đang tâm tình với nhau nè.
Wow, từ ở bên đây nhìn qua bên kia nhìn rất là đẹp luôn. Cái gì mà đứng ở dưới mưa hít đất vậy ông già? Xem người ta mà học hỏi kìa. Đó đó, nghe Mèo nói cái bắt đầu làm hành động ngọt ngào liền ha. Và có một điểm Mèo thích nhất ở trong game bot này, đó chính là chúng ta có thể tương tác cùng với nhau. Ok, bây giờ thì qua map tiếp theo thôi. Map này thì Mèo nhìn ở ngoài Mèo thấy rất là thơ mộng luôn, cho nên là Mèo đã chọn nó. Map này là map cắm trại nè, mà còn có hoa anh đào rơi nữa. Mà hình như là mọi thứ nó hơi khổng lồ một chút nhỉ. Các bạn nhìn thấy đồ ăn không? Nó to gấp 2 lần mình luôn, thì sao mà ăn đây? À, đây là map của bạn Su nha, map camping á. Nhìn ở bên ngoài là đã thấy đẹp rồi. Đồ ăn to quá à. À, mình có thể ăn được nữa nè. To như thế này thì cầm ăn sao ta? Để như vậy ăn hả? Vậy là mình đã cho các bạn xem những map mà mình thấy đẹp nhất ở trong game bot rồi. Còn các bạn thì sao? Các bạn thấy map nào đẹp nhất trong game bot? Các bạn nhớ bình luận bên dưới cho mình biết nha. Và mình sẽ đi review. Các bạn còn muốn mình chơi game gì nữa thì các bạn nhớ bình luận bên dưới cho mình biết luôn nhé. Mình sẽ chơi theo ý các bạn. Nếu các bạn thích video của mình thì các bạn hãy cho mình một like và một lượt đăng ký để ủng hộ mình nha. Đừng quên bật thông báo khi mình ra video mới thì mình sẽ không bao giờ các bạn đó. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.